Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hồng Quyên từ Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Người Việt Nam Châu. Chương trình hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2013, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Nữ ca sĩ gốc Việt và những ca khúc quê hương tại Mỹ. Kỷ niệm một năm thành lập câu lạc bộ Ánh Sao tại Cộng hòa Liên bang Đức. Người đi tìm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Thưa quý vị, ca sĩ Như Quỳnh đã được nhiều khán giả yêu thích không chỉ nhờ giọng hát ngọt ngào, thanh thoát mà còn nhờ ngoại hình xinh đẹp, khả ái và tài năng biểu diễn vũ đạo đậm chất quê hương mà hiếm ca sĩ hải ngoại nào có được. Như Quỳnh tên đầy đủ là Lê Lâm Quỳnh Như, là một ca sĩ hải ngoại người Mỹ gốc Việt. Năm 1993, cô sang định cư tại Mỹ, sau đó cô được giám đốc điều hành trung tâm Asia, nhạc sĩ Trúc Hồ nhận thử giọng và thành công. Những CD của Như Quỳnh vẫn là một trong những CD bán chạy nhất. Nhiều năm sinh sống và ca hát tại Mỹ, nhưng cô ca sĩ gốc Quảng Trị này vẫn giữ cho mình được nét truyền thống Việt Nam trên sân khấu tại nước ngoài. Hiện tại, Như Quỳnh đang có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc tại Mỹ. Vừa qua tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, hơn 50 khách mời đã có buổi giao lưu khiêu vũ rộn ràng và ấn tượng với các thành viên câu lạc bộ khiêu vũ Ánh Sao nhân dịp một năm thành lập câu lạc bộ này. Tại buổi giao lưu, các thành viên trong câu lạc bộ đã cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục khiêu vũ rất độc đáo, đặc sắc, để lại ấn tượng trong lòng những người yêu thích môn nghệ thuật này. Buổi giao lưu còn góp phần động viên, khích lệ, thúc đẩy các phong trào văn hóa văn nghệ nói chung và bộ môn khiêu vũ nói riêng. Đây cũng là dịp để các thành viên có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống nơi xứ người. Thưa quý vị, Đoàn Đức là một người tạo mẫu trẻ gốc Việt, sinh ra tại Morava, Cộng hòa Séc. Anh say mê ngành tạo mẫu và theo học trường chuyên về nghệ thuật từ nhỏ. Với những mẫu thiết kế độc đáo của mình, nhà thiết kế trẻ Đoàn Đức đã gây ấn tượng trong giới thời trang tại Cộng hòa Séc. Ba mẫu thời trang của anh vừa đoạt giải nhất tại cuộc thi Avantgarde 2013 tại Séc. Anh sử dụng chất liệu hỗn hợp bông và lanh, chất liệu tự nhiên để tạo nên những mẫu thiết kế ấn tượng. Ngoài ra, anh còn thiết kế một số trang phục cho các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng tại Séc. Trong thời gian tới, anh sẽ cho ra mắt bộ thời trang dành cho nam giới mang thương hiệu Bios. Một kỹ sư chế tạo động cơ máy bay nhưng lại dành thời gian, công sức và tiền bạc để đi tìm những tấm bản đồ cổ. Chúng tôi đang muốn nhắc đến kỹ sư Trần Thắng, người Việt Nam tại Mỹ, vừa nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vì đã dày công sưu tầm bản đồ lịch sử, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ tháng 7 năm 2012 đến nay, ngoài công việc thường nhật, kỹ sư Trần Thắng có thêm một công việc mới, lang thang trên mạng và tìm mua các bản đồ cổ trên thế giới. Các bản đồ chỉ rõ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cho đến thời điểm này, Trần Thắng với quá trình dày công sưu tầm của mình đã có trong tay 150 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Những bản đồ được mua tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Ý, Úc và Nga. Cuối tháng 7 thì Thắng đọc được cái tin từ Việt Nam là chú tiến sĩ Nguyễn Mai Hồng tặng bản đồ nhà Thanh cho Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Thì khi ấy Thắng ở trên máy tính đang tìm một số bản đồ cổ, một số đồ cổ vật Việt Nam, thì tình cờ mình sẽ thấy một số bản đồ mà cái hình rất là giống cái bản đồ mà của tiến sĩ Mai Hồng tặng cho Đại Bảo Sàng. Đó Thắng nghĩ là ở bên nhà có một số bản đồ về của Việt Nam và của Nhật, nhà Trung Quốc phát hành, thì ở mình ở Mỹ mình sẽ sưu tầm những bản đồ do các nước Tây phương phát hành. Trong 150 bản đồ anh Trần Thắng sở hữu, có 80 bản đồ cho thấy lãnh thổ Trung Hoa dừng lại ở đảo Hải Nam, 50 bản đồ Hoàng Sa, 20 bản đồ châu Á và đường hàng hải trong khu vực châu Á. Những tấm bản đồ này đều cho thấy Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Và tất cả những tài liệu này đã được anh chuyển về Việt Nam, dành tặng lại cho thành phố Đà Nẵng. Mình chia làm hai đợt. Một đợt đầu thì khoảng giữa tháng 11 và đợt hai khoảng đầu tháng 12. Thì mình đóng thành thùng rồi nhờ bạn bè về thì mình gửi bình thường về thôi, chứ cũng rất là đơn giản.
với những đóng góp trong việc cung cấp thêm tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Năm 2013 này, kỹ sư Trần Thắng đã nhận được bằng khen từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trở lại đời thường, Trần Thắng không chỉ làm việc cho công ty sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney mà còn là Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ. Anh cũng có một văn phòng tư vấn du học riêng. Những việc làm như thế, một phần góp thêm nguồn kinh phí để anh tiếp tục hành trình tìm thêm tư liệu chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng tiếp tục gặp gỡ với kỹ sư Trần Thắng để hiểu rõ hơn về giá trị của những tấm bản đồ về biển đảo mà anh đã dày công sưu tầm. Để hiểu rõ hơn về giá trị của những tấm bản đồ mà kỹ sư Trần Thắng đang sở hữu và quan điểm của anh trong việc tìm giải pháp phát huy giá trị của những tấm bản đồ đó, những người làm chương trình Người Việt Nam Châu đã tìm gặp anh. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của biên tập viên Nguyễn Thiệp và kỹ sư Trần Thắng. Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Trước hết thì Thắng xin gửi lời chào đến khán giả đài truyền hình của VTC 10 Net Việt. Trong số những cái bản đồ sưu tầm của anh ấy, thì tôi được biết là có rất nhiều những bản đồ do phương Tây xuất bản. Tại sao anh lại chọn cái tấm bản đồ do phương Tây xuất bản như vậy? Ở phương Tây khi mà họ làm một vấn đề gì á, thì họ dựa trên tính chất thì khoa học là chính và khách quan. Đó. Thì hai yếu tố đó là rất là quan trọng, và tính khách quan và tính khoa học. Thì tất cả bản đồ phương Tây họ vẽ vì châu Á, và trong đó châu Á nó có bao gồm như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, dưới này có Philippines v.v. Thì lãnh thổ của nước nào thì họ vẽ thuộc về lãnh thổ nước ấy, thì rất là, tôi nghĩ là rất là khách quan và khoa học. Thì những bản đồ của tuyên phương nó có giá trị về mặt khoa học và mặt lịch sử. Những cái tấm bản đồ mà anh có đấy thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo là Trường Sa và Hoàng Sa? Về các 80 bản đồ của Trung Hoa thì 8 bản đồ này đã khẳng định là miền Nam của Trung Hoa dừng lại ở đảo Hải Nam. 80 bản đồ này là do nhiều nhà xuất bản khác nhau tại nhiều thời điểm khác nhau, là tại các nước Tây phương khác nhau, thì nó chứng tỏ một cái điều khách quan về vấn đề về lãnh thổ của Trung Hoa. Và 50 bản đồ về Hoàng Sa thì các nước châu Âu hầu vẽ là Hoàng Sa nằm sát ở Việt Nam, thì nó trực thuộc Việt Nam. Thì qua 150 bản đồ này thì để chứng tỏ là miền Nam của Trung Hoa dừng ở đảo Hải Nam và Hoàng Sa, Trường Sa nó thuộc về Việt Nam. Theo anh thì để phát huy được giá trị của những tấm bản đồ đó thì chúng ta cần phải làm những điều gì? Trước hết thì mình scan bản đồ lại thành một cái đĩa DVD, và từ đó những nhà các trường đại học hay là các viện bảo tàng họ cần á, thì mình ở bệnh viện nghiên cứu phát triển Đà Nẵng á, thì cho mỗi nơi mỗi một cái đĩa DVD như vậy, để họ từ đó họ có thể họ in ra những cái bản chép từ bản gốc. Thì thứ hai đó là mình phổ biến những cái bản đồ này cho thế giới biết, là nhiều cái thư viện ở nước ngoài, ví dụ như ở Mỹ đi, là những cái thư viện đó thì bản đồ họ cũng không có nhiều lắm, thì mình dùng cái tài liệu mình đã có, mình cho những cái thư viện đó để mà họ làm tài liệu bổ sung vào cái thư viện của họ. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Sở hữu chất giọng mượt mà, cá tính và nụ cười duyên, ca sĩ Thu Phương đã thu hút hàng triệu trái tim yêu nhạc tại Mỹ. Mời quý vị cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp rạng ngời và ấn tượng của Thu Phương. Những hình ảnh này cũng thay cho lời chào kết của chương trình Người Việt Nam Châu chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình lần sau.